Bão Lộc, tháng 5 âm lịch may mắn ngập trời, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp thời phất mạnh, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời cực giàu có. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tử vi hàng tháng mới nhất của 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, trời sinh những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mang sứ mệnh thăng trầm, thích cuộc sống bình yên, không tranh đấu, nhưng tuổi trẻ đa phần vất vả, nghèo khó, về chung và hậu vận mới dần phất lên. Đây là con giáp trọng tình nghĩa hơn vật chất, giàu tình cảm, sống nhân hậu, tích được nhiều đại đức, trường thọ 70 tuổi trở lên. Bước vào năm Giáp Thìn 2024, mệnh chủ Ất Tỵ không có xung đột với lưu niên, ngũ hành bình hòa với năm, do đó đây vẫn có thể coi là một năm khá bình ổn, ít thăng trầm. Thế nhưng thật bất ngờ là thông qua luận giải sách tử vi cổ học cùng với nghiên cứu mới nhất từ giới tiên tri, một sư thầy nổi tiếng tại Ấn Độ đã đưa ra một lá số gây chấn động toàn thế giới. Lá số chỉ rõ rằng trong năm 2024 sẽ có những tháng vô cùng may mắn, có thể khiến cho vận trình tài lộc của tuổi Ất Tỵ xoay chuyển bất ngờ, thu hút hết cát khí của thiên hạ về nhà. Đặc biệt đúng tháng 5 âm lịch này, mọi điều sẽ khác đối với bản mệnh Ất Tỵ. Cái vận của Ất Tỵ sẽ thay đổi theo cái cách mà họ tích đức bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng cuộc đời của bản mệnh vẫn thăng hoa rực rỡ, tiền bạc kéo đến, trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ, từ đây sẽ hưởng một cuộc sống an nhàn. Đến khi về già, tuổi Ất Tỵ sẽ có được cuộc sống tiền của đầy đủ, nhà rộng xe sang không thiếu, viên mãn sung túc, 10 phân vẹn 10. Nếu như bản mệnh nhận biết sớm và nắm bắt được những điều này, thì chắc chắn đổi đời ngoạn mục, vinh hoa phú quý cả đời. Vậy, vận trình chi tiết của Ất Tỵ trong tháng này ra sao? Làm cách nào để biết được những may mắn sẽ đến trong tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn này? Thì xin mời quý cô bác anh chị cùng chú ý theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi nhé. Tháng 5 âm lịch may mắn ngập trời, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 gặp thời phất mạnh, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời cực giàu có. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ thân mến, tính đến năm 2024 thì cô bác anh chị cũng đến tuổi 60 rồi phải không ạ? Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hay còn gọi là xuất huyệt chi xà, là rắn rời hang, tuổi âm 60, tuổi ngũ hành bản mệnh phú đăng hỏa, tức ngọn đèn trong đêm. Đây là người có ý chí quyết tâm hết mình với những gì mình muốn, luôn khao khát những hy vọng, ước mơ to lớn và không chấp nhận sự ràng buộc, chèn ép của người khác. Chính nhờ vậy càng về sau, họ càng chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được thành công tốt đẹp, khiến nhiều người kính nể. Trời sinh Ất Tỵ 1965 vốn là người có khí chất đoan trang, nho nhã, có thể theo nghiệp văn, cũng có thể theo nghiệp võ. Có điều họ hay quản việc người khác, hay lo chuyện bao đồng, coi đó là việc của mình mà lo lắng, nên đôi khi rước phiền phức về mình. Họ hơi có xu hướng vác tù và hàng tổng, chuyện mình chưa xong đã mân mê ôm việc của người khác vào mình. Họ thích giúp đỡ người khác, nhưng khi gặp chuyện lại hay ái ngại, nhờ người khác giúp đỡ sợ phiền hà, sợ bị đánh giá, sợ bị coi thường, sợ bị hiểu lầm là lợi dụng tình cảm mà thực dụng nọ kia. Chính kiểu suy nghĩ ấy sẽ khiến Ất Tỵ gặp khó khăn, song nhờ sự chăm chỉ và kiên nhẫn, họ vẫn có thể vực dậy được, biết cách quan sát và chờ đợi thời cơ tốt để bứt phá về phía trước. Trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Ất Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong các mối quan hệ, nhiều khi vì sự hồ nghi, cảnh giác của mình mà Ất Tỵ dễ làm người khác phật lòng. Nhưng anh chị cũng rất thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình, chứ không có ý che giấu. Nhìn chung, công việc tuổi Ất Tỵ có được sự thành công, không phải quá lo về tiền bạc. Đặc biệt tuổi Ất Tỵ còn có một sức hút kỳ lạ. Sự cuốn hút đặc biệt của họ được toát ra từ chính con người của họ. Sự quyến rũ và tài ăn nói thuyết phục khiến họ rất có tiềm năng phát triển. Nếu đi theo nghiệp chính trị, sự mềm dẻo cũng là đặc điểm nổi bật của những người sinh năm Ất Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Tuổi Ất Tỵ thẳng thắn trong cuộc sống, đặc biệt về vấn đề tiền bạc. Họ sẽ không lợi dụng bất kỳ ai để đạt được mục đích của mình, càng không vay nợ ai quá. Tuổi Ất Tỵ sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng hiếm khi chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình, kể cả với những người thân cận. Tuổi Ất Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Nữ tuổi Ất Tỵ là người khá tháo vát, khéo léo và cực kỳ nhạy bén. Việc gì được giao đến tay họ cũng sẽ nhanh chóng được hoàn tất một cách suôn sẻ. Hơn nữa,
Họ là những người phụ nữ tỉ mỉ, tinh tế, biết cách chăm chút cho bản thân và lo toan chu đáo việc nhà. Họ thông minh, sáng tạo, ưa thích khám phá và luôn khao khát được chinh phục những thử thách mới. Chính vì vậy, những người tuổi này rất thích hợp với vị trí quản lý, lãnh đạo, được nhiều người tin tưởng và đi theo ủng hộ. Nhược điểm của nữ tuổi Ất Tỵ là nhớ lâu, thù dai, nên họ có thể nhẫn nhịn rất lâu để chờ cơ hội đáp lại đối phương. Tuy tiền vận có vất vả gập ghềnh, sóng gió, nhưng chung vận sẽ được bù đắp khi được quý nhân phù trợ, giúp sức, tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến. Về hậu vận có cuộc sống sung sướng, gia đạo có nhiều điều tốt đẹp. Nam tuổi Ất Tỵ là người rất độc lập và khá tự tin vào chính bản thân mình, nên công việc bạn thường hoàn thành tốt, nhưng cũng vì đó mà bạn thường không quan tâm tới người khác nghĩ gì. Ngoài ra, nam mệnh tuổi Ất Tỵ sẽ luôn có cho mình phong cách riêng, sống hào phóng và nhiệt tình, sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp, thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Chính vì vậy, họ rất thích hợp làm kinh doanh, làm việc liên quan đến đầu óc, nhưng cũng vì như vậy mà họ rất dễ bị áp lực về mặt tinh thần. Dù có nhiều ưu điểm, nhưng tuổi Ất Tỵ nam cũng có một số nhược điểm, như là không kiên định với lập trường và mục tiêu đã đề ra. Khi gặp khó khăn thì dễ chán nản, bỏ cuộc giữa chừng. Đời sống tuổi Ất Tỵ nam mệnh sẽ gặp phải thử thách, khó khăn, nhiều sóng gió ở tiền vận, đến trung vận thì mới có được sự cải thiện, được may mắn giúp đỡ từ quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, về hậu vận thì đầy đủ sung túc. Về tổng thể năm 2024, người tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, tương hợp với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can Ất bình hòa với can Giáp, địa chi Tỵ bình hòa với Thìn. Điều này dự báo những điều thuận lợi, may mắn sẽ đến với tuổi Ất Tỵ trong năm 2024. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có chính quan cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển và thăng tiến, tài lộc cũng thuận sự nghiệp mà gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau, chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Chuyện tình cảm cũng được thuận lợi, dự báo có tin vui và hỷ tín trong năm Giáp Thìn. Tất nhiên năm này vẫn có những thách thức nhất định đang chờ đón Ất Tỵ, bản mệnh sẽ phải đối mặt với một số thách thức và trở ngại do tiểu nhân ngáng trở, hung tinh hoành hành, nhưng cũng sẽ vượt qua những vấn đề và trở ngại này với sự giúp đỡ của quý nhân và sự quyết tâm của bản thân. Nhìn chung, Ất Tỵ khi bước sang tuổi 60, cuộc sống của bản mệnh được hưởng bình an trọn vẹn, chỉ cần sống lương thiện, không màng danh lợi, tránh xa thị phi, vui thú điền viên, giữ tâm đức trong sáng, thì người tuổi Ất Tỵ sẽ cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc của tuổi già. Ngoài ra, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho các thành viên trong gia đình. Nếu có vấn đề gì khó giải quyết, thì có thể nhờ sự giúp đỡ của con cái. Ất Tỵ trong năm 2024 nếu xuất hành đi xa thì gặp được may mắn và có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, sức khỏe của tuổi 1965 trong năm 2024 không tốt và gặp nhiều bất lợi, cần đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Tiếp đến sẽ là tổng quan tử vi của tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2024 dương lịch, kết thúc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024 dương lịch, có thiên can là Canh Kim, địa chi Ngọ Hỏa, đặc trưng tháng là thiên khắc địa sinh, nhược hỏa tàng nguy, hành sự gian nan, thể trạng suy. Hướng tốt là hướng chính Nam và chính Bắc, hướng xấu là hướng Đông và Trung Cung. Ngày tốt, ngày 26 tháng 6, ngày 28 tháng 6, ngày 2 tháng 7 và ngày 10 tháng 7 dương lịch. Ngày xấu, ngày 19 tháng 6, ngày 20 tháng 6, ngày 13 tháng 7 và ngày 14 tháng 7 dương lịch. Theo dõi tử vi tháng mới của 12 con giáp nhận thấy, tháng 5 năm 2024 âm lịch sẽ đem tới nhiều tin tức mới và những chuyển biến tích cực cho người tuổi Ất Tỵ. May mắn sẽ tìm tới con giáp này trong tháng 5 âm, nhờ Thái Dương trợ mệnh và Nguyệt lệnh trường sinh bao bọc, nhiều cát tinh hội chiếu nên vận mệnh của người tuổi Ất Tỵ trong tháng này sẽ rất phát triển, nhất là trong cuộc sống, có cơ hội gặp quý nhân cao hơn hẳn những tháng trước đó, mọi việc đều trôi chảy hơn cả mong đợi. Khó khăn không hề đáng sợ, việc lớn có thể biến thành chuyện nhỏ, đồng thời có cơ hội tạo dựng nên một cuộc sống hoàn toàn mới cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng nhắc nhở một vài người nên khiêm tốn và thận trọng trong việc đối xử, ăn nói với người ngoài, không nên quá kiêu ngạo, hống hách, nếu không sẽ dễ khiến người ta ghét và khiến chính bản thân mình gặp rắc rối. Tháng mới cô bác anh chị có nhiều năng lượng và sức khỏe,
cũng như thời gian rảnh để giải quyết nốt những việc gây ra ấm ức cho bản thân bấy lâu nay. Cứ tin vào nhân quả và sự phù trợ của cát tinh, chắc chắn Ất Tỵ sẽ sớm thoát khỏi cảnh vất vả và tiến tới tương lai tươi sáng hơn. Xét phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch dự đoán rằng, con giáp này đã nỗ lực rất nhiều trong sự nghiệp, có thể dễ dàng xử lý các công việc phức tạp, thể hiện khả năng vượt trội với đồng nghiệp và người giám sát, đồng thời nâng cao hơn nữa tầm ảnh hưởng của mình trong công việc. Với nhiều người nhờ đầu tư tiền bạc vào kiến thức, nên kinh nghiệm và kỹ năng lãnh đạo vô cùng xuất sắc, biết phân chia công việc với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ làm việc nhóm tốt và phát huy tối đa năng suất của bộ phận. Bản chất của sao Thái Dương chính là ánh sáng, vì vậy mà gia chủ tuổi Ất Tỵ trong tháng 5 âm này cần làm ăn quang minh, chính đại, chính trực và ngay thẳng, không được làm ăn gian dối hay lừa lọc người khác. Nếu bản mệnh cố tình đi đường tắt, lươn lẹo và khôn lỏi trong công việc, thì sẽ gặp họa hao tổn sức lực và gặp nhiều trắc trở bất ngờ. Tốt nhất là cố gắng từ từ, dùng năng lực và kinh nghiệm của bản thân để giải quyết công việc, thì lộc lá mới về đến tay bạn. Kể cả những người giở trò với bạn trong quá trình hợp tác, làm ăn chung, cũng sẽ gặp quả báo trong tháng năm âm, do nhân quả tháng này vận hành rất nhanh. Xét phương diện tài lộc. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong tháng năm âm lịch này, vận tiền tài của cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ dồi dào. Nguyệt lệnh trường sinh cũng cho thấy, bản mệnh là con người lý trí, việc nào ra việc đó, nên ít gặp rắc rối về tiền bạc trong tháng này. Tuổi Ất Tỵ đặc biệt là nam mệnh, tháng này dồi dào tinh lực, không để ý tiểu tiết lặt vặt, giỏi giao tiếp, thích thể hiện bản thân, nên thu hút được nhiều mối làm ăn lớn, có lợi cho con đường làm giàu của bản thân. Ánh sáng của lộc lá chiếu tứ phía tuổi Ất Tỵ trong thời gian tới, vì thế nên cô bác anh chị hãy tranh thủ cơ hội này mà giải quyết hết nợ nần, hoặc sắm sửa thêm nội thất mới cho nhà cửa, mua xe hoặc mua đất đầu tư làm ăn vì cực kỳ có lộc. Với những ai đang chuẩn bị kinh doanh hoặc đang kinh doanh mà muốn cầu tài cầu lộc, thu hút khách hàng, cải thiện vận xui, thì nên thành tâm làm việc thiện hoặc trao chốt cho bàn thờ ông công, ông địa thật tốt, sẽ thấy phép lạ tìm tới. Nếu tháng này bản mệnh phải cho đi nhiều thì cũng đừng so đo, tính toán làm gì cả, cho đi là đang làm phước gánh hạn cho chính bạn, tâm hoan hỷ rộng lượng với tất thảy mọi chúng sinh, thì ắt sẽ ăn nên làm ra. Xét phương diện tình duyên. Tuổi Ất Tỵ tính tình chân thật, xử sự theo tình cảm, nhưng rất vất vả lại thiếu duyên với người khác giới, nên tháng năm âm chưa thấy tin vui về chuyện tình cảm đôi lứa xuất hiện, cần kiên nhẫn chờ thêm thời gian nữa. Nữ mệnh thì dễ khắc khẩu với cha mẹ vì những vấn đề còn con, đôi lúc do áp lực của cuộc sống nên bản mệnh khá nóng tính và hay trút giận lên người thân, nên xem lại đặc điểm, tính cách không mấy tốt đẹp này. Nếu sống cởi mở và bớt khó chịu, Ất Tỵ có thể nhận được những góp ý mang tính xây dựng để bạn có thể giải quyết vấn đề một cách suôn sẻ hơn, cân bằng gia đình và công việc một cách dễ dàng. Nam mệnh vượng duyên, dễ tìm được đối tượng ưng ý khiến bản thân phải bỏ nhiều công sức ra để theo đuổi, nhưng cũng nên giữ kế đầu lạnh và không bảo thủ thì mới nên duyên được. Xét phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Tỵ âm lịch cho biết, bản mệnh dễ mắc bệnh mắt, đau đầu, thần kinh suy nhược, bệnh tim, huyết áp, làm gì cũng nên ngủ đủ giấc, ăn uống tử tế chứ đừng sống buông thả, thức khuya nghĩ về những chuyện không đáng. Cuối tháng năm do công việc quá bận rộn nên Ất Tỵ rơi vào trạng thái kiệt sức, căng thẳng kéo dài, khuyên bạn bớt chút tiền bạc sắp xếp một kỳ nghỉ ngắn ngày để thư giãn, trò chuyện cùng bạn bè để xây dựng lại tinh thần. Vâng, kính thưa quý vị, khi chọn người đồng hành trong sự nghiệp, ngoài tài năng, tính cách thì tuổi của họ cũng là yếu tố quan trọng không kém, bởi giống như chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi để làm ăn cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự thuận lợi, hành thông, tránh được xui rủi, khó khăn. Vậy tuổi Ất Tỵ hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Theo giới tử vi nhận định, tuổi Ất Tỵ nên lựa những tuổi này làm ăn thì kết quả tốt đẹp về tiền bạc, đó là những tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Sửu, Tân Hợi. Đây là những tuổi hợp nhất với tuổi Ất Tỵ. Quý nhân phù trợ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2024. Người tuổi Ất Tỵ dự kiến sẽ gặp một số quý nhân vào năm 2024. Những quý nhân này có thể là người giúp đỡ và hướng dẫn họ trong sự nghiệp, hoặc cũng có thể là người hỗ trợ, giúp đỡ họ trong các mối quan hệ. Sự xuất hiện của quý nhân sẽ mang lại cơ hội và may mắn cho người tuổi Tỵ. Thông qua đó, họ có thể có những bước đột phá trong sự nghiệp, hoặc nhận được nhiều sự ủng hộ và công nhận hơn.
Hãy cùng xem rắn có thể phát triển nhanh chóng như thế nào vào năm 2024 dưới sự che chở của quý nhân. Quý nhân thúc đẩy sự nghiệp, sự phát triển sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ vào năm 2024. Nếu được quý nhân dìu dắt sẽ mở ra một bước đột phá lớn. Quý nhân này có thể là một lãnh đạo cấp cao hoặc một đối tác được nhiều người yêu mến. Họ cũng mang đến cho bản mệnh nhiều cơ hội và nguồn lực hơn để giúp tuổi Tỵ đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Người tuổi Ất Tỵ phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tích cực hợp tác với quý nhân đó, nâng cao trình độ chuyên môn, nhờ vậy sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp. Quý nhân trợ giúp Ất Tỵ thành công là nữ. Năm 2024 may mắn của người tuổi Ất Tỵ khá nhiều, tuy nhiên luôn có vận hạn tiềm ẩn, rất dễ bị tiểu nhân hãm hại, cơ hội và thách thức song hành, đòi hỏi bản mệnh làm gì cũng cần phải cẩn trọng, nhưng bù lại bản mệnh sẽ có nữ quý nhân giúp đỡ, tránh được không ít vận hạn. Nữ quý nhân này không phân biệt tuổi tác, trong hoạn nạn bạn chắc chắn sẽ tự nhận ra. Vận khí hung cát đan xen trong năm Giáp Thìn, nên tuổi Tỵ nên động không nên tĩnh, càng năng nổ càng dễ gặp may. Bạn có thể gặp may trong quá trình di chuyển, đi công tác hay làm ăn xa, quý nhân mang lại tiền bạc. Về mặt tài lộc của Ất Tỵ được dự báo, cũng sẽ gặp được một nhân vật quan trọng. Quý nhân này còn mang đến sự giàu có bất ngờ, hoặc gia tăng sự giàu có của tuổi này thông qua một số cơ hội và dự án nhượng quyền. Bản mệnh nên nắm bắt những cơ hội này và đưa ra những quyết định sáng suốt. Để điều kiện kinh doanh của mình phát triển tốt hơn, đồng thời bản mệnh cũng nên duy trì thái độ thận trọng và vững vàng, tránh mạo hiểm mù quáng thì mới có thể đảm bảo sự phát triển ổn định về mặt tài chính. Người tuổi Thân, người tuổi Tỵ cũng có thể gặp nhiều may mắn khi kết hợp với người tuổi Thân trong năm 2024. Bởi theo tương quan, địa chi Thân Tỵ là mối quan hệ lục hợp, người tuổi Thân sẽ mang lại rất nhiều sự trợ giúp lớn lao cho người tuổi Tỵ. Khi hai con giáp này kết hợp, không chỉ công việc được tiến hành thuận lợi mà những phương diện khác trong cuộc sống cũng đi vào quỹ đạo cần có. Trong khi tuổi Ất Tỵ khá hướng nội, không giỏi xã giao, lại khá đa nghi, gặp chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, dần dà tự chút muộn phiền, thì tuổi Thân hoàn toàn ngược lại. Sự hoạt bát, phóng khoáng và tính cách hướng ngoại của con giáp này sẽ giúp giải tỏa tâm lý cho người bên cạnh. Nếu bên cạnh người tuổi Ất Tỵ có một người bạn tuổi Thân, vậy thì tinh thần của bạn được cải thiện rất tốt, dù có gặp phải chuyện không vui cũng có thể được truyền cảm hứng để nhanh chóng vượt qua. Sau đây là tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận từng tuần tháng năm âm lịch của tuổi Ất Tỵ 1965. Tử vi tuần 1, tháng 5 âm lịch. Tuần này, con giáp tuổi Ất Tỵ sẽ chứng kiến những sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống, những cơ hội mới sẽ tiềm ẩn trong những tình huống khó khăn. Nhưng miễn là bạn có mục tiêu rõ ràng, bạn vẫn sẽ vượt qua những chướng ngại và nắm bắt những cơ hội tiềm năng. Thực ra bạn có năng lực và thậm chí là xuất sắc hơn những gì bạn có thể nghĩ, chỉ là bạn chưa dành thời gian để khai thác chúng mà thôi. Lúc này có thể là cơ hội tốt, bạn nên hành động ngay. Vận trình tình cảm của tuổi Ất Tỵ có nhiều khởi sắc, nhiều người độc thân tìm được người như ý trong tuần này. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tốt để bạn tìm kiếm những mối quan hệ mới. Khả năng rất cao bạn sẽ tìm được một người cộng sự có tài hoặc chia sẻ chung các định hướng mà bạn đang theo đuổi. Một số khoản chi phát sinh trong tuần mới khiến cho bản mệnh có chút hoang mang, nhưng may mắn là sau đó bạn có thể kiểm soát được tình hình. Nhìn chung, tài chính vẫn đảm bảo ổn định cũng đã là may mắn đối với bạn ở thời điểm hiện tại. Tử vi tuần 2, tháng 5 âm lịch. Bước sang tuần mới, Thái Dương cát tinh giúp người tuổi Ất Tỵ làm việc với nguồn năng lượng tích cực. Cũng bởi vậy, bạn đạt được nhiều thành tích khởi sắc trong công việc. Bản mệnh vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, được cấp trên ghi nhận và ưu ái, dành cho nhiều cơ hội để phát triển hơn trong tương lai. Tuy nhiên, con đường thăng tiến tưởng như bằng phẳng đó của bạn lại có thể gặp chút rắc rối, do có người cố tình đơm đặt chuyện thị phi, sai lệch hoàn toàn với sự thật để phá hoại danh dự của con giáp này. Bản mệnh cần giữ tinh thần vững vàng để ứng phó với những thủ đoạn xấu của tiểu nhân. Không chỉ công việc, vận tài chính cũng vô cùng hanh thông. Bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những gì bản thân yêu thích. Thời điểm này, nếu bạn muốn tiến hành cầu tài, cầu lộc thì sẽ được như ý. Bạn không nên chần chừ, do dự, vì càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, may mắn càng rời xa. Cũng nhờ cát tinh, chuyện tình cảm của Ất Tỵ có những tiến triển rõ rệt. Với các cặp đôi, người ấy phần nào dẹp bỏ cái tôi, nhường nhịn bạn, nhờ vậy mà mối quan hệ của cả hai thêm gắn bó, hạnh phúc hơn. Với người độc thân, chỉ cần bạn mở lòng thì không khó để gặp được người phù hợp. Tử vi tuần 3, tháng 5 âm lịch.
thành công đang gõ cửa nhà tuổi Ất Tỵ. Khi tuần này bạn được thiên đức trợ mệnh, chẳng cần đi đâu xa, làm điều gì quá lớn lao hay phải lao mình vào những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài, bạn vẫn sẽ thành công theo cách riêng của mình, thành tích sẽ vô cùng đáng nể. Công việc có quý nhân giúp sức, nên dù gặp phải không ít khó khăn, thì sau cùng bạn vẫn hóa giải được hung hiểm, hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, con giáp này cũng phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình, xác định được hướng đi mới trong tương lai. Tình hình tài chính cũng từ đây mà có chuyển biến tích cực. Ngoài nguồn thu từ công việc chính, thì tuổi này còn có thu nhập từ việc kinh doanh, buôn bán. Càng thành công, bạn càng muốn dấn thân nhiều hơn vào công việc và ra sức cống hiến cho xã hội. Nhân duyên trong tuần có phần khởi sắc nhưng chưa rõ rệt. Không phải là không có đối tượng nào, mà do bạn chưa có nhiều cảm xúc nên thái độ vẫn khá dửng dưng. Thế nhưng khi gặp được rồi thì đừng cân đo đong đếm quá nhiều, vì không dễ dàng gì mới gặp được người có duyên nợ với mình. Tử vi tuần 4, tháng 5 âm lịch. Nhờ có sự hỗ trợ của dịch mã cát tinh, nên Ất Tỵ khá lộc lá trong tuần mới. Dẫu có phần vất vả và phải lăn lộn vì đồng tiền khá nhiều, nhưng thành quả không làm bạn thất vọng. Được sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân, công việc của bạn sẽ suôn sẻ. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ nổi bật và sự nghiệp sẽ đạt đến tầm cao hơn. Thần may mắn hết mực hỗ trợ cho những người đang bôn ba vất vả kiếm tiền xa quê, hoặc những người làm công việc phải đi lại, di chuyển nhiều. Càng chăm cày thì công việc càng có thêm nhiều cơ hội tốt. Vận may về tài lộc đang trên đà thăng tiến, chỉ cần bạn chủ động thì có thể thu hút được rất nhiều của cải, đồng thời còn có thể giữ được ví tiền và tích lũy được thêm chút vàng bạc. Cuối tuần, thích hợp cho những người tuổi Ất Tỵ muốn tham khảo mua nhà, mua đất, mua thêm vàng tích trữ hoặc chuyển đổi mô hình làm ăn. Tình duyên khởi sắc trong những ngày giữa tuần, nhờ ảnh hưởng tốt của tam hội cục đem lại, đường số dễ gặp được người tâm đầu ý hợp, nhờ bạn bè mai mối hoặc tình cờ quen nhau qua công việc, tiệc tùng. Bên cạnh đó, ai muốn làm lành với người thân cũng nên tranh thủ những ngày này để nối lại tình cảm. Vâng, thưa quý vị, Phật giáo luôn hướng con người tới cuộc sống an nhiên, tự tại, vô thường, bình tâm. Vì sao? Vì như vậy có thể loại bỏ tham, sân, si và hạnh phúc. Để có được điều ấy, trước tiên phải tôn trọng người khác, tôn trọng chính mình. Người đánh giá thấp người khác thực chất là người không biết tôn trọng chính mình, luôn so sánh bản thân với người xung quanh mà không biết rằng giá trị của mỗi người đều xứng đáng được tôn vinh. Mình yêu quý bản thân bao nhiêu thì người khác cũng yêu quý họ như vậy. Hơn nữa, mỗi chúng ta là một cá tính riêng, sao phải trở thành thước đo so bì hơn kém với người khác? Hơn thì sao, không hơn thì sao? Giá trị đích thực của cuộc sống đâu nằm ở thứ bậc. Chỉ cần ta an yên, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chỉ cần ta sống tốt, đâu có gì đáng kể nữa. Khi ta tôn trọng chính mình thì cũng sẽ biết tôn trọng người khác, biết nhìn nhận điểm tốt, điểm mới từ những người xung quanh, từ đó cổ vũ, khích lệ họ và học tập họ để hoàn thiện chính mình. Mình tôn trọng mọi người sẽ tôn trọng mình, tạo nên vòng tròn quan hệ dựa trên tinh thần tích cực, hòa đồng và nhân ái, mở rộng tâm hồn, điều hạnh phúc sẽ ghé thăm. Hãy nhớ lời Phật dạy về cuộc sống, luôn để con mắt nằm ngang, nhìn thẳng một cách trong sáng, chính trực, cuộc đời tất bằng phẳng. Người mà mắt nhìn lúc nào cũng từ trên dội xuống sẽ không thể thấy quang cảnh tươi đẹp xung quanh, càng không thể thấy trước chướng ngại trên đường mà tránh. Đó không phải là tự mình tạo nghiệp cho mình hay sao? Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.